sản phẩm mới của Logan Love là tủ vending machine dành cho thuốc, không có thuốc thì bạn thấy là sử dụng nhập số điện thoại ha. Thì bản thân bạn hãy chọn được các loại thuốc ha, thì chọn bác sĩ để các nhà ngoại thuốc bạn chọn hay chọn được chuyên sản phẩm process đây là bây giờ là máy sẽ bị cốc cái lúc này tâm của mình phải chọn.